Belarus đưa quân tới gần biên giới, Ukraine dọa tấn công phủ đầu. Quan chức an ninh Ukraine dọa tung đòn tấn công tên lửa phủ đầu khi Belarus đưa thêm quân tới gần khu vực biên giới. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus khẳng định không tham gia chiến dịch quân sự của Nga. Theo hãng tin RT, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Alexei Zani lo ngày 1 tháng 3 tuyên bố Kiev có thể thực hiện các cuộc tấn công tên lửa phủ đầu nhằm vào nước láng giềng Belarus. Nếu cần thiết, nếu Tổng tư lệnh đưa ra quyết định như vậy, điều đó sẽ được thực hiện ông Janilo nói. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc quân đội Belarus tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động tại Ukraine vào tuần trước. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy sự tham gia của Belarus và Belarus cũng khẳng định họ không tham gia vào hoạt động này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng khẳng định quân đội nước này không tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông cho biết quân đội Belarus vẫn đồn trú tại các căn cứ và cơ sở cố định. Ông Lukashenko cảnh báo Ukraine không nên đe dọa Belarus đồng thời tuyên bố Belarus sẵn sàng tự vệ nếu cần thiết, quân đội đã sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng, và nếu cần huy động, chỉ trong 2 đến 3 ngày, chúng tôi sẽ huy động tất cả các đơn vị trong thời chiến, ông Lukashenko nói. Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã điều thêm quân đến khu vực phía nam, gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, ông nói rằng các lực lượng của Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine. Tổng thống Lukashenko phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh rằng, ông sẽ triển khai năm nhóm tác chiến chiến thuật để bảo vệ khu vực phía nam các nhóm tác chiến này sẽ bao gồm hàng trăm binh sĩ được trang bị xe bọc thép và pháo binh tổng thống belarus khẳng định trực thăng và máy bay chiến đấu đã sẵn sàng bảo vệ biên giới phía nam lý giải về quyết định không gửi quân tới ukraine ông nói đó không phải là công việc của chúng tôi tổng thống lukashenko cũng cho biết ông đã điều quân về phía tây giáp biên giới ba lan trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi không cho phép xảy ra một cuộc tấn công của các lực lượng nato trên lãnh thổ belarus cũng như bất kỳ chiến dịch nào trên lãnh thổ của chúng tôi. Tuần trước, ông Lukashenko cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến vào Ukraine từ phía Bắc. Các cử tri Belarus ngày 27 tháng 2 đã thông qua cải cách hiến pháp, cho phép nước này có thể trở thành nơi đặt vũ khí hạt nhân. Động thái này có thể sẽ mở đường cho vũ khí hạt nhân trở lại lãnh thổ Belarus kể từ khi họ từ bỏ loại vũ khí này sau thời điểm Liên Xô sụp đổ hơn 30 năm trước. Trước đó, ông Lukashenko từng tuyên bố Belarus có thể cho phép Nga đặt vũ khí thậm chí là siêu vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nếu họ cảm thấy bị đe dọa. Nhưng nếu không có các mối đe dọa đối với Belarus từ các quốc gia không thân thiện, vũ khí hạt nhân sẽ không cần thiết phải được đặt ở đây trong hàng trăm năm, ông Lukashenko nhấn mạnh. Đoàn xe quân sự dài 64 km áp sát ký ép hé lộ chiến thuật mới của Nga. Giới chuyên gia cho rằng, sự xuất hiện của đoàn xe quân sự Nga kéo dài hơn 64 km ở phía bắc thủ đô Ukraine cho thấy sự thay đổi chiến thuật mới của Moscow. Đoàn xe dài hơn 64 km áp sát Kyiv, các ảnh chụp vệ tinh của hãng Masa cho thấy. Một đoàn xe quân sự của Nga kéo dài hơn 64 km trên tuyến đường ở phía bắc thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 1 tháng 3. Qua các ảnh chụp vệ tinh khó có thể có bức tranh rõ rệt và toàn diện về đoàn xe. Nhưng chúng cho thấy đoàn xe nối dài từ sân bay Antonov đến làng Zibi ở phía bắc Kyiv. Đoàn xe này gồm nhiều loại khác nhau. Trong đó có cả xe tiếp tế, xe tấn công bọc thép và hiện chỉ còn cách Kyiv khoảng 30 km. Matthew Legue, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Chaham có trụ sở tại London, Anh, nhận định đoàn xe có các xe chở lương thực, xe chở nhiên liệu, nhưng phần lớn đoàn xe là các xe chở tổ hợp pháo hạng nặng. Một đặc điểm đáng chú ý nữa là đoàn xe không nối dài liên tục mà có một số đoạn các xe cách xa nhau, hoặc có đoạn 2 đến 3 xe đi ngang hàng nhau. Một quan chức lầu năm góc hôm mùng 1 tháng 3 cho rằng, lực lượng của Nga đang đối mặt với những thách thức hậu cần như thiếu nhiên liệu, thiếu lương thực và linh kiện. Phờ kagan chuyên gia tại viện nghiên cứu american enterprise nhận định một số lượng lớn xe trong đoàn dường như chở các nhu yếu phẩm như vậy để tránh các vấn đề về hậu cần theo ông kagan ban đầu nga tập trung lực lượng đặc biệt ở khu vực biên giới belarus trước khi tiến công nhưng dường như sự chuẩn bị về nền tảng hậu cần không tương xứng đó có thể là lý do khiến lực lượng của nga vấp phải những thách thức hậu cần và làm chậm đạt tiến công đoàn xe cho thấy nga đang ra sức khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và triển khai tấn công chuyên gia kagan nhận định Nga thay đổi chiến thuật giới chuyên gia lo ngại rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang thay đổi chiến thuật nhằm bao vây, cô lập hoặc chuẩn bị cho một tấn công toàn diện vào ép. Điều mà chúng ta đang thấy về cơ bản là giai đoạn 2, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, một giai đoạn khốc liệt hơn, không giới hạn và có thể dẫn đến nhiều thương vong hơn. Matthew L. Legue, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Chaham có trụ sở tại London nhận định, quân đội Ukraine có tính đến phương án tấn công đoàn xe bằng năng lực tên lửa, năng lực không quân. Tuy nhiên, kịch bản tấn công như vậy cũng không phải một nhiệm vụ dễ dàng với năng lực hạn chế của ukraine hơn nữa nga chắc chắn đã có những biện pháp dự phòng để bảo vệ quyết liệt cho đoàn xe nếu ukraine tấn công đoàn xe động thái đó có thể kéo theo nguy cơ nga đáp trả một số chuyên gia cho rằng các chỉ huy quân đội của ukraine có thể vẫn chờ đến khi đoàn xe tiến vào kỳ ép để xem liệu việc phá hủy chúng có dễ dàng hơn trong địa hình đô thị hay không khi đó các tòa nhà xung quanh có thể làm nơi ẩn nấp và bảo vệ cho các binh sĩ khai hỏa tên lửa chống tăng của ukraine các chuyên gia thận trọng cho rằng còn quá sớm để xác định chính xác mục đích của đoàn xe quân sự nga nhưng đó có thể là một phần trong chiến thuật nhằm cô lập khu vực đông bắc ukraine ban đầu nga đã áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nhờ vào ưu thế của quân đội nga và rằng lực lượng của nga có thể nhanh chóng chiếm các thành phố lớn của ukraine mà không tốn quá nhiều nguồn lực tuy nhiên trên thực tế đà tiến công của nga đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của ukraine các thành phố lớn bị bao vây ukraine nói sắp cạn kiệt vũ khí Ukraine có thể cạn kiệt đạn dược và tên lửa phòng không trong vài ngày tới, giữa lúc lực lượng của Nga đang áp sát các thành phố lớn của nước này. Báo Telegraph của Anh dẫn nguồn thạo tin ngày 1 tháng 3 cho biết, hiện có những lo ngại rằng các đơn vị quân đội của Ukraine ở thành phố Kakov, đông bắc nước này và các đơn vị ở Donbass có thể cạn kiệt đạn dược trong vòng vài ngày tới. Trong khi đó, công tác vận chuyển khí tải bằng đường bộ đường sắt tới các khu vực này đang ngày càng trở nên khó khăn hơn khi Nga chiếm ưu thế trên không trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine và đẩy mạnh đã tiến công vào các thành phố chiến lược, cắt nguồn tiếp viện của Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Osana Makarova hôm qua cũng đã cuộc gặp gỡ, trao đổi với các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol. Đại sứ Makarova cho biết, Ukraine đang rất cần được hỗ trợ khí tài quân sự, trong đó có vũ khí sát thương. Bà cho hay, Ukraine hiện sắp hết các tên lửa phòng không giờ tinh gờ và tên lửa chống tăng Javelin hai khí tài quan trọng giúp Ukraine cản đá tiến công của lực lượng Nga. Tình trạng cạn kiệt khí tài của Ukraine xảy ra bất chấp việc nhiều nước phương Tây đã hỗ trợ vũ khí cho Kiev như hệ thống tên lửa chống tăng của Anh, tên lửa Javelin của Mỹ và Estonia, tên lửa đất đối không giờ tinh của Đức và các vũ khí chống tăng khác của Hà Lan. Tuy nhiên, vấn đề là các nước thành viên NATO cung cấp vũ khí nhưng từ chối hỗ trợ công tác hậu cần nhằm vận chuyển số khí tài đó đến chiến tuyến ở Ukraine. Giới phân tích cho rằng, điều này một phần là do phương tây lo ngại tổn thất về người khi vận chuyển vũ khí vào chảo lửa ukraine và quan trọng hơn nữa là lo ngại có thể bị lún sâu vào cuộc chiến ở ukraine jack ad một nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu hoàng gia anh bình luận vấn đề bây giờ là mọi thứ đang ủn lại ở ba lan nato hỗ trợ khí tải nhưng không thể vận chuyển vào ukraine ukraine buộc phải cử các đoàn xe tới biên giới ba lan để tiếp nhận do vậy ông cho rằng thời gian từ khi vũ khí được chuyển đến đông âu cho đến khi được triển khai ở chiến tuyến ukraine khá dài chuyên gia ad cảnh báo Nga có thể gia tăng tấn công vào các đoàn xe quân sự của Ukraine tiếp nhận khí tải. Chuyên gia này ước tính quân đội Ukraine còn đủ vũ khí, đạn dược cho 10 ngày tác chiến. Nhưng vấn đề là không phải tất cả số khí tài đó nằm trong tay của các đơn vị tiền tuyến. Các đơn vị của Ukraine ở Donbass và Kakov đang cạn kiệt đạn dược. Đó là chưa kể đến việc vận hành các hệ thống vũ khí mà phương Tây cung cấp có thể đòi hỏi lực lượng của Ukraine cần có thêm thời gian. Những thách thức về nguồn dự trữ khí tài của Ukraine xảy ra giữa lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Nga đang bao vây và tăng cường các đợt tấn công vào các thành phố lớn của Ukraine, trong đó có Kakov và Kiev. Ảnh vệ tinh công bố ngày 1 tháng 3 cho thấy đoàn xe quân sự kéo dài hơn 64 km của Nga đã tới ngoại ô thủ đô Kiev. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo sẽ tấn công các cơ sở của lực lượng an ninh và một đơn vị đặc nhiệm Ukraine ở thủ đô Kiev nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công thông tin nhằm vào Nga quân đội Nga kêu gọi những người gần các địa điểm này rời đi càng sớm càng tốt. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Hezachen cho biết, lực lượng Nga đã tấn công một tháp truyền hình ở thủ đô Kiev, gây gián đoạn tín hiệu. Giới chức Ukraine nói rằng vụ tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Nga hiện chưa đưa ra bình luận. Ukraine nói các thành phố lớn bị chặn. Nga nêu các mục tiêu quân sự ở Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mọi thành phố lớn ở nước này đã bị chặn, trong bối cảnh Nga công bố danh sách mục tiêu quân sự mà họ chuẩn bị nhằm vào ở Kiev. Trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm mùng 1 tháng 3, Tổng thống Zelensky cho biết các thành phố lớn của nước này đều đã bị chặn. Tuy nhiên, ông tuyên bố không ai có thể đánh bại chúng tôi, chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi là người Ukraine. Người đứng đầu chính phủ Ukraine kêu gọi Liên minh châu Âu EU hành động để chứng minh rằng họ đứng về phía Ukraine trong chiến sự với Nga. Hôm qua, ông Zelensky đã ký đơn đề nghị xin gia nhập khối nghị viện châu Âu sẽ trở nên rất mạnh mẽ với sự tham gia của chúng tôi, chắc chắn như vậy, không có các bạn, Ukraine chỉ có một mình, Tổng thống Ukraine cho biết. Ukraine vẫn đang giao tranh với Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow đã bước sang ngày thứ Sáu. Hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự quy mô lớn của Nga đang di chuyển về thủ đô Kiev từ hướng Bắc. Trước đó, ông Zelensky nói rằng ưu tiên chủ chốt của ông là bảo vệ Kiev. Cà và Kiev hiện là mục tiêu quan trọng nhất của Nga. Kiev rất đặc biệt. Nếu chúng ta bảo vệ được Kiev, chúng ta sẽ bảo vệ được cả nước đây là trái tim của đất nước chúng ta và nó phải tiếp tục đập ông tuyên bố nga nêu danh sách mục tiêu quân sự ở kiev trong khi đó theo sơ bộ quốc phòng nga hôm nay công bố kế hoạch tấn công vào trụ sở cơ quan tình báo ukraine fbu và các cơ sở quân sự của lực lượng đặc nhiệm ở thủ đô kiev nga cảnh báo dân thường hiện đang ở khu vực gần các mục tiêu này di tản để tránh thương vong trước đó nga nhấn mạnh họ chỉ nhằm mục tiêu vào vị trí quân sự của ukraine hoàn toàn không nhằm vào dân thường Hôm qua Nga cũng tuyên bố mở đường thoát hiểm cho người dân ở Kiev di tản khỏi vùng chiến sự. Theo TASS, lực lượng vũ trang Nga hôm nay thông báo, họ đã phá hủy 1.325 mục tiêu quân sự của Ukraine, gồm 43 trung tâm chỉ huy và liên lạc của quân đội Ukraine, 395 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 59 bệ phóng tên lửa, 179 khẩu pháo và súng cối, cùng 286 xe cơ giới quân sự đặc biệt, phương Tây nỗ lực giải mã chiến thuật tác chiến của quân đội Nga. Các diễn biến của chiến sự Nga, Ukraine khác với dự đoán trước đó của các chuyên gia và quan chức phương Tây khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến thuật của Nga. Theo Reuters, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tình báo Mỹ đã dự đoán rằng Moscow sẽ nhanh chóng huy động toàn bộ năng lực không quân để áp đảo không phận Ukraine. Tuy nhiên, 6 ngày trôi qua, kể từ khi Nga khởi động chiến dịch từ ngày 24 tháng 2, dù Moscow tuyên bố đã chiếm ưu thế trên toàn bộ không phận Ukraine, một thực tế được quan sát thấy là Nga đã triển khai một cách cẩn trọng không quân của họ tới mức các quan chức Mỹ chưa hiểu được Nga đang tính toán điều gì. Họ chưa chấp nhận rủi ro cao có thể xảy ra với máy bay và phi công của họ. Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ phỏng đoán, theo các nguồn tin, dù sở hữu năng lực không thể bằng Nga về cả số lượng và hỏa lực, không quân Ukraine vẫn hoạt động và hệ thống phòng không của họ vẫn có thể tác chiến sau đợt nã hỏa lực số lượng lớn vào các mục tiêu quân sự Ukraine hôm 24 tháng 2 các chuyên gia phương Tây dự đoán Nga sẽ cố gắng phá hủy không quân và phòng không của Ukraine. Đó sẽ là bước tiếp theo hợp lý và được dự đoán rộng rãi, như đã thấy trong hầu hết các cuộc xung đột quân sự kể từ năm 1938. Nhóm nghiên cứu dầu US ở London, Anh nhận định, tuy nhiên, tới nay, các tiêm kích Ukraine vẫn thực hiện các cuộc xuất kích tầm thấp, phòng thủ đối không và tấn công mặt đất. Nga vẫn đang bay qua không phận tranh chấp. Jopli, chuyên gia quân sự Nga tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, Anh cho biết, có nhiều việc Moscow đang làm khiến giới quan sát chưa hiểu. Ông cho rằng, khi bước vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, việc huy động tối đa năng lực quân sự để tạo lợi thế là điều bình thường. Vì mỗi ngày qua đi thì chi phí và rủi ro sẽ tăng lên. Vì vậy, việc Nga không triển khai chiến dịch như dự đoán của chuyên gia và giới chức phương Tây là động thái khó hiểu, ông Lee nói. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Nga hiện mới chỉ đang sử dụng 75 máy bay trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, một con số rất nhỏ. Trước đó, các quan chức Mỹ từng dự đoán Nga có khả năng đưa hàng trăm máy bay tới Ukraine làm nhiệm vụ. Trên thực tế, Nga sở hữu đội máy bay ném bom đông đảo hàng đầu trên thế giới, với khoảng 137 chiếc tu, 22 m khối bác phi Zhe, tu, 95 bia, tu, 160 bờ lách Chúng có thể mang tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất, bom dẫn đường chính xác và bom thường. Các máy bay này cũng có thể phóng tên lửa bên ngoài tầm phòng thủ của phòng không đối phương. Điều ngạc nhiên hơn cả, theo chuyên gia Justin John của The USI, hơn 300 máy bay chiến đấu tấn công hiện đại của Nga như Su-30, Su-34, Su-35 hiện vẫn đậu dưới mặt đất và chưa tham gia nhiệm vụ. Chúng hiện vẫn đang ở gần biên giới Ukraine, nhưng Nga dường như vẫn chưa dốc toàn bộ năng lực của không quân cho chiến dịch lần này. Chuyên gia quân sự Bren 1000, ít quốc nhận định rằng Nga dường như không muốn kích hoạt một chiến dịch ném bom trên không quy mô lớn vào giai đoạn đầu của chiến sự có thể vì lo ngại động thái này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho dân thường, điều mà Moscow luôn muốn tránh gây ra trong suốt chiến dịch.